Ok vô rồi. Hello, good morning anh. Ủa như vậy bây giờ nó ngược hả? Rồi quay lại đi. Ok. Thì hả? Cái gì nó hiện lên gì nữa? Được chưa? Được. Chưa, quay ngược lại, quay lại anh nằm ngang. Đó, vậy đó, đó, vậy đó. Anh nghe tôi rõ không? Nghe tốt rồi. Rồi ok, rồi, tốt rồi. Ồ, ok. Cái này nó sẵn Trời ơi, vậy đẹp rồi đó. sẵn này. Ok. Ok. Good morning, chào tất cả mọi người, chào Việt Nam. Chào tất cả mọi người, thôi mình nói chuyện vui vui chút đi, rồi Ok, mình nói chuyện gì? Có chuyện buổi sáng sớm mai nhỉ? Ngày hôm nay là mình đá banh U23 của Việt Nam đá với U20 của Đại Hàn. Hòa 1-1 Ồ, đấy. dạ hả? Ừ, Thế anh là không quay nhưng mà tôi với ông Phong quay. tôi Chuyện không có vui. coi được là bởi vì nó lu bu rồi xong cái rồi cái ấy mà giờ nhưng mà tôi báo cáo cho anh biết là cái điều mà anh trong mơ không bằng tôi Ok. nghe thằng Phong nó nói á, là tháng 5 À. á, là Việt Nam mình tổ chức SEA Games Wow, đã vậy. đầu tháng 5 là đá vòng Ý loại là cũng ý đá ở Việt Nam luôn đó. Tôi I know. về Việt Nam nằm cái lúc SEA Games của Việt Nam đó là một cái niềm vui mà cảm thấy là không có bút bực nào tả xiết, bởi vì anh phải hiểu rằng lúc đó là cả một cái đất nước và cả nó Đúng thành rồi, vậy, cả đất SEA nước Games là đúng cờ hoa rực rỡ, là bởi tôi đã đi về 2019 rồi, tôi đã biết rồi. Ok, Cái năm hiểu đó rồi. tôi đã biết rồi thì Việt Nam mà đá À. thắng hay tôi không biết, mà Đáng là bọn đúng trẻ nó đầy nhóc và nó hò không phải reo được đúng là mình vui lây, có nghĩa là đúng mình rồi thua mình già rồi mình đi đâu mình cũng đúng vui lây cả. đúng Cái đúng đó rồi là đúng thuộc việc thuộc tuyệt vời đối với tôi đi nghe. Cái tức như ok là có là 2 năm liền liên tục là năm ok 2019 tôi đã có rồi, đã Việt Nam ok đá đâu tôi không biết, nhưng mà năm nay là về nằm cái trúng cái mùa SEA Games Chúc mừng là hết sảy đã luôn I đó. Đó là know một niềm chúc mừng vui anh đó á. Đầu tiên là mình chúc mừng anh á, vậy là đó, mình tất nhiên rồi. ok I know chúc mừng anh rất nhiều, mình rất mừng Rồi cho anh. đó, Rồi ok thì anh. mình cũng có mơ và mình cũng có giấc mơ nữa, là tôi không biết tụi mình có giấc mơ là đến lúc nào mà tôi về được Việt Nam mà tôi có một trận đá banh của Việt Nam đá một cái thằng quỷ nào đó. Thế nên là tôi rất là thích, tại vì tôi hồi nhỏ là tôi đá trong cái đội đội banh của trường tôi mà, tôi đá hậu Rồi. vệ bên tay phải, rồi đến khi tôi qua bên này là tôi là coach, tôi là ông bầu, tôi là huấn luyện viên của đội banh của đứa gái tôi mấy năm á. Ghê ha. Đã Giờ là năm bây bao giờ năm hồi năm xưa thôi chứ bây giờ chạy đâu có nổi đâu rồi. ồ bây giờ đi còn không nổi, đứng lên chứ chạy. Đúng rồi. Nghe nói mình rất mừng cho anh. Trời ơi, thấy mọi người ở đây về Việt Nam anh chu trà, tôi thấy ở chỗ tôi là thấy là nó kéo nó đi đó anh à. Trời ơi đây nè, tôi mới coi cái một cái trên cái YouTube thôi, Men tự nhiên thấy là mình nôn nao, bởi vì nó nói ai là trời ơi mà cái nó cửa đi khẩu Tân Sơn Nhất đông nghẹt cứ ngắc wow luôn, người thiệu, kiều wow bào họ về quá trời luôn, là ai bởi vì nó nóng sao mấy năm mà rồi đó mấy năm rồi anh bị kẹt cái mùa dịch, cho nên tất cả mọi người đều có thân nhân bên Việt Nam họ trông họ ngóng họ nhớ họ mong đúng lũ rồi rồi anh, tức là nhất cũng nhớ rồi quê hương và họ không về được thì năm nay họ được về hả, ai tức như là Việt Nam mở da cửa nó quá trời quá đất luôn. đi tôi Thật là tình là nên nó đi làm ý là tôi được về mà tôi mua vé I vé vé know vé cầm vé rồi mà tôi còn không nôn quá chứ đừng I đừng nói know. chứ, đừng có người mà Bởi chưa được vậy mua vé đó. tôi thấy là tôi mà anh tụi mình nghe anh nói vậy là ngày hôm qua tôi nhận được cái điện thoại của cái thằng cha nó bằng tuổi mình á, người À Mỹ Tho mà nó ở rồi khu mình quen nó rồi, mình chơi với nó lâu lắm đấy, mình rồi người Mỹ Tho à. Cái kỳ trước nó gọi cho tôi 2 lần mà tôi không có chơi, tại vì mình đi chơi, cho mình đi cái kỳ vừa rồi mình đi Washington đó anh, mình đi phần vòng vòng bên đó đó, rồi rồi cái đi chơi thì nó gọi mình trả lời, cái khi mình về đây mình cứ nghĩ lại cái ngày thì ngày hôm qua cái mình gọi nó gọi không được, cái một hồi sau cái 6 giờ sáng này, 6 giờ sáng Việt Nam tức là 4 giờ chiều ở bên Mỹ này, cái tôi nhận cái điện thoại của nó, cái tôi hỏi ông đang ở đâu vậy, nó đủ mất tôi đang ở Việt Nam đại ca, nó nói đủ mất tôi về đi được 3 ngày rồi, tôi mừng quá trời, mừng cho nó ra. tự Ủa nhiên tôi mừng người ta đi ô mà mình mừng luôn á, có nghĩa là mình mình vui mừng quá mà không biết sao, có nghĩa là khó ấy. mà nó nói tôi đủ mắt cái này tôi về tôi ở lại. Bây giờ là mấy mấy tháng tư gì tôi sợ đến tháng 12 của nó nói tôi vậy, là nó nói ông phải làm Đùa sao chứ còn đã hồ sơ của ông mới chỉ có 6 tháng thôi, rồi nó nói anh hả? ông yên chí nữa, hồ sơ của ông 6 tháng rồi ông yên chí nữa, tôi sợ là tôi sợ đến tháng 12, tức là nó ở một một một, một
một suất như vậy thôi. Thì đó, tôi thấy thì là... tôi về tôi không ở lâu mà. I know, thì mừng thì quá. Tôi nói cho anh nghe biết sao, tại vì một lần đi rất là khó khăn mà nó có thì vì đó ra mình đi đi cho nó đáng. Anh em tôi mình thì mình nói như vậy. Thì ngay tại thời điểm này khi Việt Nam mình mở cửa ra thì những người bà con mà của Việt Kiều mình thì trên khắp mọi miền đất nước, chẳng không có riêng gì Mỹ, có ở bên châu Âu cũng có, họ ùn họ kéo về, là bởi vì nó có bị 3 năm rồi, coi như mình tính là 3 năm rồi, tôi vì từ đó 20 coi, đúng rồi, đúng rồi, cái này 20 thì thì cho nên anh vì giờ đó 3 ra, năm rồi đó đúng. Tôi cho nên vì chỗ đó thành ra thật ra thì họ được về họ quá mừng, cho nên vì chỗ đó là họ ủng họ về. Thì nó một cách khác hay chăng nữa thì tôi được về, anh được về, anh cũng chuẩn bị được về và tôi sẽ gặp anh tại Sài Gòn mà đó, thấy không? Tôi nói nghe, có một điều chắc chắn là tôi sẽ gặp anh ở Sài Gòn, đúng rồi, có đó là điều chắc chắn. Nhưng mà tôi nghĩ tôi ở Việt Nam đó, tôi nghĩ là tôi sẽ còn gặp anh được không phải một lần mà tới hai lần nữa, để tôi coi có làm sao. Rồi, ghê chưa? Chắc chắn là một lần tôi nữa, sợ còn một lần thứ gì là lần thứ hai là không biết đúng làm rồi. thế nào thì nữa Tán tôi thì nhút nhát, cho nên vì chỗ đó ra khi tôi về biết không, tôi làm kéo ra một lần thôi, còn ông còn anh mà là ăn gan hơn tôi, anh chơi một lần ba lần đi rồi về, đi rồi về mà ba lần như vậy trong một năm, tất nhiên là bây giờ từ bây giờ cho đến tháng 8 mà không biết đi lúc nào, có nghĩa không, đúng chưa? Rồi tới đúng tháng chín, tháng chín thì ok rồi, tháng chín là chuyện khác rồi. Rồi từ đúng tháng rồi. 9 mà tới tháng ăn Tết á, ồ còn chưa Ăn đến Tết ngày nào nữa làm rồi phát á, nữa. thấy chưa, làm phát luôn là ba lần luôn, ghê thiệt. Ồ ghê. Tôi nói ông nghe là tôi ngồi đến khi mà sáng ngày hôm nay mà khi cái lịch của tôi nó lên như vậy đó, mà tôi nói vậy mà tôi thấy như vậy đó, là tôi nói năm nay là tôi nói thiệt đúng mà tôi bởi vậy đó, tôi nói tôi tới 70 tuổi là con người tôi quá xá rồi đó. Tại vì không bao giờ hồi đó mà ông biết không, tôi có bao giờ tôi nói vợ tôi đó hồi đó anh sống được 65 tuổi là anh ngon quá rồi, bây giờ tới 70 tuổi nó mà như vậy là Thì cũng ráng thôi, ô tụi mình ráng, tụi mình ráng ai thôi, đâu chỉ biết sao được. mà cái Với giọng lại điệu này đó, cái giọng điệu này là tôi nghĩ là tôi làm một suất dài tôi làm không nổi, mà bởi vậy tôi cắt là ba mà đi dậy là tôi sẽ đi được, đúng rồi, anh đi vậy là cắt tôi nè, ngoặt tôi tôi hay hy vọng là tôi phân phân một tôi hy vọng là tôi gặp anh được hai lần, một lần yes từ tháng 7 tại Rome, là ta tháng 9 thì chắc chắn là gặp rồi, nhưng đúng mà có thể là tôi với anh đi Hà Nội cùng một lúc luôn. nào đi Đó, Hà hoặc Nội là gặp nhau Hà Nội, gặp ở bên hai đứa mình đi chung, đấy là nếu cần thì đi xe lửa cho nó vui. tôi hôm qua tôi nói với vợ tôi là em mỗi lần cô hỏi tôi đi đâu em anh đi xe lửa, đó là em biết là anh đi xe lửa nhưng mà anh phải ngừng ở chỗ nào Đúng rồi, nhưng mà đúng rồi. Nói chung một cách khác là tôi với anh sẽ gặp nhau tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí yes Minh rồi, ok. Thì ok nói như vậy để cho thôi bây giờ thì coi như thông báo cho con cháu Việt Nam biết là hai thằng già này chuẩn bị về Việt Nam, trước sau gì cũng vậy, hay còn sẽ gặp tao tại Việt Nam rồi, ok. yes